Thế giới hôm nay rất vui được gặp lại các bạn. Ui giời ơi. Bạn bao giờ thấy một người phụ nữ đang lái ô tô tự dưng lại mở cửa xe bước ra và để xe mình gặp tai nạn một cách kỳ lạ? Hay cô gái vào siêu thị cầm chai rượu nhưng vừa cúi người xuống thì chai rượu lại biến mất bí ẩn. Ảo thật đấy. Và đó là hai trong rất nhiều trường hợp được camera quay lại về sự khó hiểu của phụ nữ. Nếu muốn biết thêm, hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá 45 hành động điên rồ nhất của người phụ nữ được camera vô tình quay lại. Xem bạn có hiểu tại sao không nhé. Đến các chuyên gia tâm lý cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao cô gái đột nhiên dừng xe mở cửa đi ra rồi bỏ mặc chiếc xe tự sinh tự diệt. Bạn nào biết nguyên nhân thì comment trong phần bình luận nhé. Thông minh, thật là thông minh. Người thông minh tới mức độ này sống không lâu rồi. Không biết bằng cách nào, cô gái lại chui lên từ giữa đường một cách kỳ lạ. Phải chăng đây chính là người về từ lòng đất trong truyền thuyết các bạn nhỉ? Camera nhà hàng xóm đã vô tình quay được một chuyến giao hàng lạ lắm các bạn à. Nếu có shop bán mặt hàng này, liệu các bạn nam có muốn mua hay không? Rồi, quay xong rồi. Cô gái một mình ở trong thang máy, không hiểu đang chụp cái gì. Khi thấy người lạ vào thì giật mình và khá ngượng ngùng. Nhưng sao lại đưa tấm hình lên cho người lạ coi? Bạn nghĩ cô gái chụp gì thì comment trong phần bình luận nhé. Người ta thường nói là đừng làm phụ nữ tức giận, bởi hậu quả bạn lạnh không lường được đâu. Như cô gái trong video này, đến xe ô tô cô nàng còn xử được, huống gì người trong xe? Camera đã vô tình quay lại hình ảnh thanh niên đi xe máy dừng đèn đỏ. Một tay anh chàng bấm điện thoại, còn tay kia thì mân mê món đồ chơi theo kiểu rất quen tay. Nếu đi sau một người phụ nữ, bạn sẽ được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, giống như chàng trai trong video. Cô gái tập võ, thay vì với bao cát thì lại dùng bình ga. Sau mấy cú đá mà cái chàng cũng chẳng hề hấn gì. Chắc sau này anh chồng sẽ giỏi nấu ăn, giặt đồ lắm các bạn nhỉ. Niệm luôn rồi. Liên tục làm màu khi chơi bida với chàng trai. Cuối cùng, cô gái nhận về cái kế không thể đánh hơn được nữa. Từ
hình ảnh camera quay được, rõ ràng cô gái cầm chai rượu. Nhưng cúi xuống một phát đứng dậy, cái chai lại biến mất. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Dự tiệc bên hồ bơi, thay vì ăn xong mới tắm, thì cô gái chọn ngược lại, tắm trước rồi ăn sau. Rõ ràng cây ba đã được gác lên, nhưng chẳng ai hiểu sao nó lại tự dưng rớt xuống lưng chàng trai một cách kỳ lạ. Bạn nào có đi tập gym thì cẩn thận tình huống này nhé. Bị chặt khớp ngón tay trong quá trình nâng tạ, cô gái đã có pha xử lý, làm những anh chồng tương lai phải ré ngang. Quay TikTok nhưng lại vô tình đứng trước gương, cô gái bất ngờ lộ nguyên body khủng. Mấy bạn nam mà tìm người yêu qua mạng xã hội thì cẩn thận nhé. Người ta nói phụ nữ là sinh vật khó hiểu nhất thế gian, đâu có sai các bạn. Thay vì chui qua như tay đua nam, người phụ nữ lại chọn cách vừa qua thanh tráng rất gì và này nọ. Trong một trận đấu, thay vì đem thẻ đỏ thẻ vàng ra phạt cầu thủ, vị trọng tài này lại đem ra hàng nóng, thế mới ghê chứ. Então pega de pistola fortemente armado. Thanh niên đi siêu thị định cho một món hàng, nhưng phát hiện camera. Thế là anh chàng có màn tua lại hiện trường có 102. Thấy con gái trượt té, người cha liền chạy ra xem. Dù có cẩn thận hơn chút, nhưng cái kết thì như nhau. Không biết địa chỉ khách hàng đặt ở đâu mà xe giao hàng lại chạy luôn xuống sông như thế. Cô gái có màn bắt cá tay không, khiến nhiều người xem phải trầm trồ. Sao cô ấy làm được nhỉ? Đã giao trước là đá banh giao lưu, với tinh thần vui vẻ, không quạo. Nhưng sau 2 lần bị lừa bóng, người đàn ông mang áo số 4 hết vui vẻ và bắt đầu quạo.
tập tạ tay, nhưng lại nghĩ mình chơi ném tạ. Người đàn ông đã có hành động, làm nguyên tháng lương bay mất. Quá mừng vì được tốt nghiệp ra trường, chàng trai có hành động làm mọi người không khỏi ngạc nhiên khi khui luôn bia uống mừng ngay trên sân lễ. Dù rất nhiều người nỗ lực dập lửa, nhưng cái xe vẫn cháy. Nhưng một thanh niên chỉ dùng chai Coca-Cola là có thể dập tắt đám cháy. Bạn có tin không? Chàng trai ngủ gục trên tàu để lộ chi tiết khó tin là anh chàng có tới 2 dãy răng ở hàm trên. Thay vì vác thanh giá được làm bằng gỗ, vị chúa này lại vác thanh giá làm từ các thùng bia. Rồi mấy lon bia trong thùng đâu các bạn nhỉ? Úi giời ơi! Học sinh bây giờ tài lắm các bạn à. Ngủ rồi nhưng vẫn có thể trả lời thầy giáo không sót câu nào. Tắt nha. Tốt. Ngủ tốt. Nhắm mắt tốt. Đó, ngủ hết rồi chưa? Các bạn nhắm rất là nhiệt tình luôn. Đây. Mấy bạn nam ở đây ai đã ngủ rồi giơ tay để coi coi. Ai ngủ rồi giơ tay. Ủa trời ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 người ngủ ra rồi, giờ để tay xuống. Rồi mấy bạn nữ ai ngủ rồi giơ tay. Mấy bạn nữ ngủ hết trơn rồi, rồi để tay xuống. Hành động nào trong video làm bạn khó hiểu nhất thì comment cho mình biết trong phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!